tân phó trưởng ban cơ yếu chính phủ là ai? Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký quyết định bổ nhiệm Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã giữ chức Phó trưởng ban ban cơ yếu chính phủ. Trước đó, vào tháng 5 năm 2020, ông Nguyễn Hữu Hùng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã theo quyết định số 186 QĐBQP. Trưởng ban cơ yếu chính phủ hiện nay là Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiểm. Ban cơ yếu chính phủ là cơ quan mật mã quốc gia, quản lý chuyên ngành về cơ yếu, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cơ yếu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước chính phủ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về cơ yếu, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của ban cơ yếu chính phủ. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.